Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhiếp ảnh 101. Mình là Đinh Phúc và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái cách mà mình cài đặt những cái thông số khi mà mình chụp đối với lại ảnh ban ngày. Thì ra đây là những cái chia sẻ và những cái kinh nghiệm của mình sau rất là nhiều năm mà mình sử dụng máy. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần set máy thôi. Yo. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói về cái việc là chọn những cái chế độ nào ở trên chiếc máy ảnh khi mà chúng ta chụp. Như các bạn biết là ở trên ở đây thì mình có một con Sony A6000 đi cùng với lại lens là 18-1.5. Đây là cái máy mà mình thường dùng để mình chụp ảnh. Ở đây mình sẽ chia sẻ về vấn đề một, lý do vì sao chúng ta lại chọn chế độ AV. Thứ hai là đo sáng như thế nào là chuẩn. Và cuối cùng đó chính là cách để chọn cơ bằng trắng tốt nhất cho bức ảnh của bạn. Ok, nói về vấn đề lý do vì sao mình chọn chế độ A ở trên máy ảnh thì mình chỉ có một cái nhận định như thế này thôi. Như các bạn biết là ngày xưa khi mà chúng ta có chiếc máy ảnh đầu tiên thì tất cả đều hoạt động bằng thủ công. Chúng ta lấy nét, chúng ta tùy chỉnh khẩu độ, chúng ta tùy chỉnh tốc độ và ISO, tất cả mọi thứ đó đều làm bằng thủ công hết. Và chúng ta phải tự tính toán trong từng cái khung hình của chúng ta. Tuy nhiên thì bây giờ những nhà sản xuất họ đã làm ra rất là nhiều những cái chế độ auto có trên đây rồi. Nên là cái việc mà chúng ta phải mất thời gian để chúng ta tính toán cho từng khung hình đó bây giờ đã không còn nữa. Và mình recommend các bạn là các bạn nên xài những cái chế độ auto trên này, nó rất là nhanh. Bởi vì chúng ta chụp ảnh để lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp. Và thực sự thì đối với lại một cái người như mình cũng chỉ là dạng nhiếp ảnh nghiệp dư thôi, chứ không phải là chuyên nghiệp gì để mà chúng ta phải tính toán quá nhiều trong vậy. Chỉ cần chụp cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui là ok rồi. Quay trở lại với vấn đề là lý do vì sao là chọn A, đơn giản thôi, nó sẽ tính cho các bạn tốc độ. Khi ở chế độ A chúng ta chỉ việc tùy chỉnh ISO là một, thứ hai là chúng ta chỉ tùy chỉnh về khẩu độ, hai thứ đó thôi. Còn lại tốc độ chụp như thế nào thì máy sẽ tự tính toán cho bạn và chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ là đối với cảnh này chúng ta chụp tốc bao nhiêu hay là chúng ta phải như thế nào nữa, bởi vì máy sẽ đưa ra một cái thông số phù hợp nhất và an toàn nhất cho cái cảnh của bạn. Ngoài ra còn một thông số nữa mà chúng ta nên lưu tâm đến, đó chính là giá trị phơi sáng EV. Thì đối với cái giá trị phơi sáng này mình khuyên các bạn là nên để ở mức là 0 hoặc là trừ 0.3. Lý do vì sao là trừ 0.3 là vì tránh cái trường hợp là khi chúng ta chụp ở những lúc mà có ánh sáng nó quá mạnh thì các bạn có thể tránh được cái trường hợp là ảnh mình nó hơi bị cháy và mình có thể hậu kỳ lại được cái phần đó, nó cũng khá là dễ. Chúng ta đến với phần thứ hai là đo sáng như thế nào cho ảnh ban ngày. Recommend các bạn nên chọn đo sáng là đo sáng toàn cảnh. Mình rất là thích chọn đo sáng kiểu này. Bất kỳ những cái hoàn cảnh chụp nào, dù thuận sáng hay là ngược sáng thì máy đều có thể đo sáng đúng cho bạn. Cân cả cái nền sáng bầu trời và cân cả cái ánh sáng của chủ thể giúp cho ảnh chúng ta sẽ không có bị tối. Ngoài ra trên Sony á, đối với những bạn nào mà xài máy Sony nha thì các bạn nên bật thêm cái chế độ nó gọi là cái chế độ DRO. Cái này ở đây. Thì các bạn nên bật cái chế độ này lên. Và ở đây thì mình đang set ở cái mức là level 3. Đây, chúng ta vô phần này. Đây, ở đây mình đang set ở mức level 3 thì nó có đến 5 level lận. Đấy, và mình đang set ở level 3. Thì các bạn có thể để auto cũng được. Tuy nhiên là mình cảm thấy mức này là ok nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó có thể giúp cho các bạn là chụp giống như là chụp các bạn chụp HDR ở trên điện thoại vậy đó. Nó cân sáng cho toàn bộ khung hình của bạn và khung hình của bạn nó sẽ sáng đều với nhau. Như vậy thì khi chúng ta đem về chúng ta hậu kỳ thì một lát nữa mình sẽ nói với các bạn về cái phần hậu kỳ. Vấn đề thứ ba đó chính là vấn đề về cơ bằng trắng. Thì thực ra là cái tiêu chí nó hơi đi ngược lại so với lại ban đầu khi mà mình chọn chế độ chụp và cái đo sáng như thế nào. Thì thực ra là đối với lại cơ bằng trắng thì sau rất là nhiều lần mình đi chụp
và mình đi về hậu kỳ nữa, thì mình đã rút ra được một bài học, đó chính là mình phải chỉnh cơ bằng nhã bằng tay trước khi mà mình chụp, nếu như mình muốn hậu kỳ ra cái màu mà mình muốn. Nghe nó hơi kỳ đúng không? Thì thực ra là như vậy. Hồi xưa á, khi mà mình đi chụp thì mình cứ để cơ bằng trắng là tự động thôi, còn máy sẽ tự quyết hết tất cả mọi thứ. Mình nghĩ như vậy là tốt, nhưng thực sự nó không tốt. Lý do nó không tốt là như vậy. Hiện tại đang là 7 giờ sáng và lúc này thì nó chưa có nắng. Thì như các bạn biết là khi mà trời mà chưa có nắng á, thì máy ảnh nó vẫn sẽ hiểu là trong cái khung cảnh đó nó không có nắng và nó bị thiếu sáng, nên là máy sẽ tự giảm cái cân bằng trắng xuống, khiến cho ảnh của mình nó bị xanh. Nó bị xanh lên rất là nhiều và mình không hiểu tại sao lại có cái vấn đề này. Nó rất là kỳ cục luôn. Thì các bạn hiểu đơn giản vậy thôi. Đây là cái thanh cân bằng trắng nè. Và cái điểm 5000 là cái điểm nằm giữa. Thì nếu như mà cân bằng trắng dưới 5000 á, thì ảnh của bạn nó sẽ hơi xanh xanh, nó hơi ngã xanh. Và nếu như mà trên 5000 một tí á, thì nó sẽ hơi ngã vàng. Cho nên á, là nhiều lúc mà mình chụp vào cái khoảng thời gian này nè, là khoảng thời gian mà nó chưa có nắng nhiều á, và mình muốn cái ảnh của mình thiệt ra là nó hơi ấm ấm một tí, bởi vì lúc mà trời gần sáng lên mà nó chỉ có nắng nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà máy lại hiểu theo một cái kiểu gọi là máy tự giảm cái bằng trắng của mình xuống, và như thế là cái ảnh của mình nó xanh hoàn toàn luôn. Rất là khó chịu. Cho nên là đây là lời khuyên của mình đối với lại ảnh ban ngày trước 9 giờ sáng, thì các bạn nên để cân bằng trắng là 5000, và sau 9 giờ thì các bạn đẩy cân bằng trắng lên cho mình là 5500. Các bạn có thể tùy chỉnh cân bằng trắng ở đây theo như máy mình đây, thì các bạn có thể tùy chỉnh cái mức cân bằng trắng nó nằm ở đây nè. Đây là auto đúng không, thì ở trong máy Sony nè, mình sẽ chỉnh xuống và đưa qua đây và mình đẩy nó lên thôi. Đối với lại cái trong khoảng thời gian mà giờ xanh đó, thì mình vẫn recommend các bạn là các bạn nên để cái cân bằng trắng của mình ở mức 4500 cho đến 4800, cái đó là đẹp nhất. Thì ảnh của mình nó sẽ ra thật nhất theo như mắt mình nhìn. Trời vẫn xanh, đường vẫn vàng, và tất cả mọi thứ nó có một cái sự tương phản với nhau giữa hai cái tông màu nóng lạnh như vậy. Nó sẽ cho bạn ảnh của bạn hay hơn rất là nhiều. Ok, chào mọi người. Bây giờ mình đã về nhà rồi, và bây giờ thì mình sẽ nói ngay đến cái phần gọi là hậu kỳ về những bức ảnh mà khi nãy trên đường mà mình đi về mình đã chụp được với cái chế độ là A, là chế độ ưu tiên khẩu. Cách đo sáng là đo sáng toàn khung, và cái cuối cùng đó chính là white balance, là mình tự chỉnh white balance theo ý muốn. Thì cái white balance khi nãy mình chọn để mình chụp tất cả những cái ảnh là mình chọn mức white balance ở mức 5000, và bây giờ thì mình sẽ xem thử xem là những bức ảnh đó như thế nào. Đây thì mình đã có mình đã copy ảnh ra máy tính của mình rồi. Đây thì đầu tiên là một cái bức ảnh khi nãy mà mình đã chụp ở trên cái nóc hầm Thủ Thiêm. Đây có thể cho các bạn xem nè. Đây là một bức ảnh mà mình sẽ so sánh hai cái. Đây là bức ảnh khi mà mình để white balance là auto, và máy nó đã cân cái white balance này. Các bạn thấy là cái phần đường nó hơi bị xanh ở những cái vùng tối này, nó hơi bị xanh đó, nó hơi xanh xanh một tí. Tuy nhiên là khi mà mình đã chỉnh qua cái white balance của mình là khoảng 5000, thì cái màu ảnh nó trông nó thật hơn và nó có được cái sắc độ màu ấm hơn. Chuyện thứ hai nữa là về việc đo sáng. Thì ở đây bây giờ mình tạm tắt hai tấm ảnh này. Ở đây mình có hai tấm ảnh về cái việc gọi là đo sáng. Rồi thì hai bức ảnh này mình chụp và mình chỉ thay đổi như rất là nhanh. Thì đối với bức ảnh này các bạn sẽ thấy nhìn cái chi tiết ở trên trời này nè, mây là nó mất tiêu hoàn toàn luôn. Còn bây giờ mình chuyển qua một bức ảnh là mình đo sáng nó toàn khung, nó sẽ ít bị cháy hơn. Ở cái chú vẹt này các bạn sẽ nhìn thấy nó hơi tối đi một tí, nhưng mà nó lại có ối hơn so với lại ở đây. Ở đây thì nó sáng thật, nhưng mà mình cảm thấy là nó giống như kiểu là nó không có được khối, nó không có nổi khối, và nhìn nó không có sinh động bằng cái hình ở bên đây. Rất là sinh động. Đối với bức hình như thế này, khi mà mình muốn hậu kỳ lại nó cũng rất là khó.
mình bỏ vô camera raw này. Các bạn sẽ thấy bây giờ mình muốn cứu lại những chi tiết ở cái vùng sáng ở phía trên này. Bây giờ mình kéo lại thì các bạn thấy nè, nó sẽ bị bệt hết cái vùng sáng ở trên này. Tuy nhiên là đối với cái ảnh này thì mình sẽ dễ dàng hậu kỳ hơn. Đây, mình giảm cái vùng sáng xuống một tí thôi là nó vẫn còn cái độ nổ khối ở trên đây nè, các bạn thấy không? Để mình ok nè. Đấy, nó vẫn còn cái độ nổ khối như thế này và mọi thứ rất là tốt, rất là đẹp luôn. Thì đó là về cái việc gọi là đo sáng. Thì đó là về cái việc gọi là đo sáng. Còn về cái chế độ thì cái chế độ A, chế độ ưu tiên khẩu á, là một cái chế độ nó thực sự nó mang đến rất là nhiều cái lợi ích khi các bạn đi chụp ở ngoài đường phố. Thì như vậy máy nó sẽ tự làm cho chúng ta cái việc tùy chỉnh về tốc độ chụp, làm sao để cho bức ảnh ra được cân bằng nhất. Nhất là khi các bạn đang sử dụng cái đo sáng, gọi là đo sáng toàn cảnh nữa, thì cái khung của các bạn, cái ảnh của các bạn ra sẽ có một cái ánh sáng rất là dịu, rất là đẹp, có độ nổ khối. Và hơn hết nữa là các bạn sẽ hậu kỳ dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Và trong cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách khi mà chúng ta set máy đi chụp vào ban đêm. Tất nhiên là có ban ngày rồi thì chắc chắn sẽ phải có ban đêm thôi, đúng không? Và cái việc này mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cái cách hậu kỳ ảnh đêm cũng như là đo sáng, chọn white balance và chọn cái chế độ chụp như thế nào y hệt như cái video này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhiếp ảnh 101. Mình là Linh Phúc và peace.